Ta sang tiếp bài số 56, liệt kê các phần tử là số chẵn trong dãy số. Để liệt kê các phần tử là số chẵn trong dãy số, theo tư tưởng của chúng ta là ta sẽ đi từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Nếu nó là số chẵn thì ta đưa nó ra. Trong đề bài có một yêu cầu nhỏ, nếu không có phần tử nào là số chẵn thì ghi ra giá trị nan. Vậy thì ở đây ta có một cái kỹ thuật mới khá thú vị. Người ta gọi nó là kỹ thuật cầm cờ. Bắt đầu ta khởi tạo P bằng 0, thể hiện là không có số chẵn nào. Nếu phát hiện ra một số là số chẵn thì ta báo A có một số chẵn, ta khởi tạo P bằng 1. Sau vòng lặp for, nếu P vẫn bằng 0 thì nó không có số chẵn nào, thì ta thông báo ra nan. Vậy ở đây thì so với cái giải thuật ta vừa trình bày trên bảng thì có thêm mấy chỗ đoạn kỹ thuật cầm cờ ở đây. Thầy nhắc lại, kỹ thuật cầm cờ ở đây thể hiện ở bài toán này, trong dãy số ban đầu nếu chỉ chứa toàn số lẻ thì ta sẽ thực hiện như sau. Thì rõ ràng toàn số lẻ thì rõ ràng câu lệnh A bằng 2 không thực hiện lần nào, A chia 2 cho 2 bằng 0 không thực hiện lần nào, nên P của nó vẫn bằng 0. Ý tưởng của nó là chỗ này thực hiện như sau. Bước đầu 1, ta nhập N vào dãy A1, AN, A2, AN. Bước 2, ta khởi tạo P bằng 0 thể hiện không có số chẵn nào. Ta cho y chạy từ 1 đến n, nếu ai là số chẵn thì ta đưa giá trị của ai ra và khởi tạo biến P bằng 1 thể hiện rằng có một số chẵn đã xuất hiện. Sau vòng lặp for, nếu P vẫn bằng 0 thì thể hiện rằng không có số chẵn nào. Vậy thì ta thông báo ra nan. Bởi vì trong đề bài nó có câu là nếu không có số chẵn nào thì ghi ra nan mà. Vậy thì sau đó cuối cùng là ta kết thúc giải thuật. Vậy thì ta bắt đầu viết chương trình cho bài toán như trên như sau. Bài của mình là bài 56, ta tạo project mới cho bài 56. Hãy lưu ý, mỗi bài các em hãy tạo một project khác nhau. Ta paste bài 55 vào. Ta khai báo một hàng số lưu số lượng phần tử tối đa của mảng. Ta khai báo một mảng A có N mắc phần tử. Ta khai báo biến N. Bài ta làm là bài 56. Để bước 1 nhập N. Bước thứ 2 nhập mảng AI. Bước thứ 3 ta thực hiện đưa các phần tử chẵn ra. Để đưa các phần tử chẵn ra, ta for từ đầu mảng cho đến cuối mảng. Nếu AI là số chẵn, là số chẵn nên nó chia 2 có phần dư bằng 0, thì đưa y ra, thì đưa thằng AI ra. Như thế là xong. Ta nút lưu tất cả. Ta vào file, chọn new, chọn empty file. Các bạn chờ đợi một giây nhá. Rồi, ví dụ như thầy có 5 dãy số này. Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N, dòng thứ 2 chứa dãy số AI. Ấn nút chạy chương trình. Ta nháy chuột phải vào project, chọn add file. Khi đó file bài 56 nó hiện ra được cái dãy số là 462. Bây giờ thầy thử cái dãy số toàn số lẻ. Thì rõ ràng kết quả nó không đưa ra cái gì, đúng không? Bởi vì dãy số này dãy số lẻ. Nên ở chương trình chính ta cần sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Thầy khai báo một cái biến P khởi tạo bằng 0 thể hiện không có số chẵn nào. Nếu phát hiện ra một nghiệm thì thầy thực hiện hai việc, do đó thầy đặt nó trong cặp dấu ngoặc. Sau khi gõ này, thầy nháy chuột phải, chọn format user style cho code nó đẹp lên. Và thầy khởi tạo P bằng 1 để thể hiện rằng a có một số chẵn. Đấy, được không? Sau vòng lặp for, nếu khi gõ để ta tiếng Việt đi mà vẫn bằng giá trị khởi tạo ban đầu thì chứng tỏ không có số chẵn nào. Thì theo đề bài ta sẽ out ra giá trị nan, nó là một chữ, là một sâu ký tự, ta đặt trong cặp dấu ngoặc kép. Ấn nút chạy chương trình xem sao. Cố gắng ấn F9, chương trình không báo lỗi. Code đến đâu đúng đến đó. Đó đâu ạ. Đấy. Ta thử thêm vài số chẵn vào. Hãy cố gắng chạy đủ 10 test trước khi nộp bài. Hãy tự nghĩ ra được 10 test trước khi nộp bài. Trên đây là cái bài làm của bài số 56. Chúc các bạn làm việc thành công. Như vậy rất đơn giản, đúng không? Bài tập mảng một chiều, duyệt từ đầu mảng đến cuối mảng. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì đưa nó ra.